Chào tất cả các bác, đây là con ông Ly, danh tiếng của Marang, Marang 1150. Em này vừa về trong sáng nay, các bác sẽ thấy được độ đẹp của em nó vào gối dinh nha. Vuông thành sắc cạnh và mạch đẹp không tì vết nha, các bác thấy này, độ đẹp của em nó. Đặc trưng như dòng này là rất là dễ phối ghép loa, các bác nào mà chơi những dòng loa Mỹ bắt 40 đô lại thì đây là đối tác cực kỳ hay. Về âm thanh của nó thì không cần phải khen nhiều, tại vì rất là nhiều bác cứ nghĩ em này nhỏ nhưng mà không phải đơn giản nha, nó rất là mạnh nha các bác. Lực đánh của nó các bác nghi, các bác mới bất ngờ. Vừa rồi em bán rất là nhiều con cho một bác, nhiều bác ở Tây Ninh hay là những bác ở Hà Nội đều về và nhận hàng và đều khen những em này về âm thanh. Thứ nhất là canh tiếng, dễ phối ghép, mạnh mỹ. Nhiều con 16 sọ chưa chắc gì đã mạnh bằng em này nha các bác. Và không nhảy mạnh mà nó lại tiếng rất là hay, nịnh tai. Các bác chỉnh bát biết chép nó đã lắm, nghe nó phê lắm. Các bác nào cứ có những cặp swing á mà muốn vừa nghe nhạc vừa hát karaoke và bát 40 thì các bác cứ lựa chọn em này. Nó sẽ khai thác rất là tốt những dòng mà loa khó tính. Mà các bác tìm mã những con Omly mà để đánh ra những dòng loa mà bát 40 như là Ribe hoặc là swing hoặc là những cặp diatom. Với tầm dưới 25 triệu thì con Omly này rất là đáng chơi. Nó rất là dưới 20 triệu nha các bác, nhưng mà em so sánh cho các bác ở dưới ở phân khúc từ 25 triệu luôn. Khó mà có con Omly nào mà phối ghép dễ với người con Marang 1150. Mà các bác chơi lo Mỹ á nha, còn lo Nhật thì nó quánh rất là ngon luôn. Không nói, em chỉ nói đến lo Mỹ cho các bác chơi. Nhiều bác dùng chiên dùng con này ghép với Sarkwing hoặc là Ribe này. Sarkwing Bass 40 thì gặp em này tê luôn. Và giá cho em Marang 1150 hàng tuyển đẹp long lanh nha các bác là giá 17 triệu nha, 17 triệu. Hãy tí nữa em sẽ mời các bác xem cấu hình bên trong. Thì cơ bản em nói là chạy hai cầu loa, đánh là đánh là sò nhôm Motorola. Đây là những chiếc mẫu của người Mỹ nha các bác, thiết kế và chất âm của người Mỹ nên là âm thanh nó mạnh mỹ, rất là hợp với người Việt Nam chúng ta. Chỉnh bass mic chép cho từng vế nha các bác, bass mic chép từng vế có low net luôn. Đây là volume tổng nút nguồn, đánh hai cầu loa, chúng ta muốn nào tôi nhắn vào thôi. Đây là ba lăng cho từng vế này. Hãy coi thái độ đẹp đó nha. Nói chung là mặt tiền là đẹp tuyệt vời rồi, vỏ gỗ cũng tuyệt vời. Thì anh đi đến phía sau nha, nặng lắm nha các bác, thấy nó nặng nha. Đây phía sau thì nó sở hữu hai cầu loa điện 100V nha các bác, 100V có đường út âm thanh ra cho các bác kém sấp luôn nha. Đặc trưng dòng này là tự kháng là 4 tới 16 ohm thì loa nào cũng chơi được rồi, thoải mái rồi. Chủ yếu là máy rất đẹp, máy bãi về trong buổi sáng nay nha. Nó về chung với ba cặp loa JBL ngày hôm nay nha các bác. Thì sau đây em sẽ khui và mở bên trong để các bác thấy cấu hình và độ đẹp sexy của nó nha. Các bác nào có quan tâm đến sản phẩm này thì cứ liên hệ cho qua hai số điện thoại trên nha. Đây là bên trong của con Omly, các bác thấy rất là đẹp nha, thân phô còn nguyên tem luôn. Nó đánh 4 con sò nhôm Mỹ nha, rất là mạnh nha. Lực đánh của em nó thì phải nói tuyệt vời, khỏi bàn luôn. Nhiều bác nghi không tin nhưng mà khi các bác nghi rồi á, các bác mới biết được. Ôi sao cái tầm tiền này, sao nó lại mang lại một chất âm mạnh mỹ và hay như thế. Ai nghi lần đầu nghi con này cũng phải bất ngờ nha các bác. Không phải là em khen nhiều đâu, tại vì những sản phẩm nó ngon, nó hay và giá thành nó hợp lý, nó không bị đổi giá. Nhưng mà cái gì nó mang lại nó thực tế, nó không bị quá cái tầm giá đi, nó không bị cái gì nó đẩy giá ảo lên. Những con này là cái con những Omly đáng chơi nhất mà phối ghép rất dễ dàng. Còn các bác nào mà thích kiểu như mà nghi trưng bày ngắm nhìn thì các bác lựa chọn Sansui. Còn các bác nào mà yêu thích cái độ chất lượng á, mà nghi lo Mỹ lo Nhật mà lực đánh tốt, giá thành bỏ ra hợp lý và yêu thích những hãng Marang thì con 1150 vẫn là lựa chọn đúng đắn và tuyệt vời đối với các bác, cũng như là em đưa đến cho các bác như thế. Cái gì hay ngon thì em sẽ giới thiệu cho các bác, và cũng muốn là các bác sở hữu em này để mình một lần mình thử đi. Cái tầm tiền này nhiều con đắt tiền hơn cả chục triệu thì chưa chắc đã làm được như con Marang này. 1150 nó rất là hay nha các bác.
đấy, máy rất là mới, tất cả máy bên em bảo hành cho bác nguyên zin hết, là máy bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Tất cả các bác là người sở hữu của Amply này là người đầu tiên sử dụng nó, và giá nó là 17 triệu nha, đã bao gồm phí ship. Các bác nào mà chuyển khoản đủ cho em á thì em sẽ bớt 300 ngàn. Tại vì lý do sao mà em lại bớt 300 ngàn, thứ nhất khi các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ có nguồn vốn và tiếp tục em lại mua sản phẩm khác, không phải chờ tiền thu hộ về. Như một sản phẩm này thu hộ thì nó mất 250 rồi, tiền thu hộ công người ta thu tiền về cho mình đấy thì phải chờ đến 3 đến 4 ngày hoặc là 5 ngày mới có tiền về nghe các bác. Nên là em sẽ chủ động, nếu chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300 ngàn cho các bác. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video em giới thiệu con ma răng 150 này.